Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi phần tin tức tổng hợp quốc tế ngày 21 tháng 9 của chúng tôi. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây ngày 21 tháng 9, Trung Quốc và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung phương Bắc. Hạm đội Thái Bình Dương thông báo một nhóm tàu tác chiến chung thuộc hạm đội của Nga và Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã khởi hành từ Vladivostok, vùng viễn đông của Nga để tiến hành cuộc diễn tập chung. Trong tuần tới, nhóm tàu chiến sẽ diễn tập với kịch bản giả định đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù từ trên không, trên biển và dưới nước, các hoạt động cơ động và phòng thủ chung khi neo đậu ở vùng tàu không được bảo vệ. Hải quân hai nước cũng sẽ thực hiện bắn pháo và một số bài tập tác chiến sử dụng vũ khí phòng không, chống tàu ngầm. Tham gia cuộc tập trận sẽ có các tàu chống ngầm Đô đốc Pantelejev, Đô đốc Chibuts, MPK-82, MPK-107, cũng như tàu hộ vệ tên lửa Smerch của Nga. Trong khi đó, phía Hải quân Trung Quốc điều các tàu khu trục Tây Ninh, Baltic, khinh hạm Lâm Nghi và tàu tiếp tế Thái Hồ đến cuộc tập trận. Trước đó, cũng trong tháng này, Nga và Trung Quốc đã thực hành phóng tên lửa và bắn pháo trong khuôn khổ cuộc tập trận Hải quân Ocean 2024. Tiếp theo chương trình là thông tin về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Kể từ khi vượt qua các tuyến phòng thủ của Ukraine gần làng Ocheretine vào tháng 4 năm 2024, lực lượng Nga đã tiến sâu khoảng 20 km và đang áp sát thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của Kiev tại miền đông. Trong suốt mùa hè thứ ba của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Pokrovsk đã trở thành điểm nóng của các trận giao tranh ác liệt. Khu vực này hiện đang nằm trong tầm bắn của pháo binh và máy bay không người lái của Nga. Mặc dù Ukraine nỗ lực thâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga sau khi thực hiện cuộc đột kích bất ngờ vào tỉnh Kursk, Nga không hề chậm lại mà tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công tại mặt trận Pokrovsk trong tháng 8. Một số nhà quan sát tại Ukraine nhận định rằng Kiev cần hành động khẩn trương để bảo vệ Pokrovsk bằng cách điều động các lữ đoàn từ lực lượng dự bị chiến lược cũng như những đơn vị từ các chiến tuyến tương đối yên tĩnh. Trong số đó, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 15, còn gọi là Karadag, sẽ được triển khai tới Selidove, cách Pokrovsk khoảng 20 km về phía nam. Lữ đoàn này trước đây hoạt động tại tỉnh Zaporizhia kể từ khi thành lập vào đầu năm 2023, nhưng đã được điều động đến khu vực này vào đầu tháng 9 nhằm ngăn chặn đà tấn công của Nga. Theo Kiev Independent, việc Ukraine bổ sung lực lượng ban đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Vào ngày 5 tháng 9, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky tuyên bố rằng quân đội nước này đã chặn đứng cuộc tấn công của Nga. Phát biểu với tờ Kiev Independent, sau một tuần ở khu vực này, các binh sĩ Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk đã thực sự chậm lại, tạo điều kiện cho lực lượng phòng thủ có thêm thời gian để cải thiện vị trí và tổ chức công việc tốt hơn. Tuy nhiên, tình hình thực địa ngày càng trở nên nghiêm trọng. Các lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía Pokrovsk và đe dọa bao vây các đơn vị của Ukraine ở phía nam của mũi tấn công chính. Nhưng vấn đề tồn đọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tình trạng thiếu hụt nhân lực trở nên ngày càng trầm trọng. Trong khi mối đe dọa về một đợt tấn công mới của Nga vào vùng ngoại ô thành phố vẫn còn rất cao. Ukraine đã cất giấu rất nhiều lựu pháo để tránh phát hiện của Nga bằng cách sử dụng hai lớp ngụy trang. Đầu tiên là trùm bằng lưới ngụy trang, sau đó phủ lên bằng một lớp lá cây rừng. Việc thiếu đạn dược cho những khẩu pháo này đã gây khó khăn cho lực lượng pháo binh của Ukraine trong phần lớn thời gian xung đột, do kho đạn cũ từ thời Liên Xô đang dần cạn kiệt. Tuy nhiên, tại Pokrovsk, các đơn vị của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 luôn được cung cấp đạn pháo liên tục, với nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau hoặc từ các cơ sở sản xuất trong nước của Ukraine. Điều này phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Pokrovsk đối với Kiev trong bối cảnh xung đột hiện nay. Kể từ khi được điều động đến Selidove, lữ đoàn này hầu như ngày nào cũng thực hiện nhiệm vụ khai hỏa và các cứ điểm của đối phương. Selidove, trước chiến tranh có dân số khoảng 21.000 người, hiện đang trở thành một rào cản đáng gờm đối với lực lượng tấn công. Hiện tại, lữ đoàn này được giao nhiệm vụ phản pháo, nhắm vào các khẩu đội pháo và vị trí xuất kích máy bay không người lái của đối phương đang đe dọa lực lượng bộ binh Ukraine quanh Pokrovsk. Tuy nhiên, nhiệm vụ này ngày càng trở nên nguy hiểm hơn vì họ phải tiến xa hơn về phía tiền tuyến để đưa các mục tiêu vào tầm bắn. Ngoài lữ đoàn Karadag, Ukraine cũng đã điều động lữ đoàn Zege số 68 đến để bảo vệ Pokrovsk. Lữ đoàn này được triển khai vào khu vực giao tranh ác liệt khi Nga tăng cường các cuộc tấn công vào cuối mùa xuân. Lữ đoàn Zege số 68 đã phải chịu nhiều áp lực khi đảm nhận vị trí mũi nhọn trong cuộc tấn công của Nga.
Cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đã kéo dài 1.5 tháng và nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ phương Tây. Chiến dịch này chủ yếu bị đánh giá là một nước cờ mạo hiểm của Kiev. Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể thu được lợi ích đáng kể từ chiến dịch này. Các nhà phân tích cho thấy rằng, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, Ukraine có thể tận dụng tình hình để gia tăng sức ép lên lực lượng Nga và cải thiện vị thế của mình trên bàn đàm phán. Hiện nay, rất khó để khẳng định chắc chắn rằng chiến dịch của Ukraine tại Kursk là một thắng lợi, thất bại hay là một sự kết hợp giữa hai yếu tố này. Một số phân tích cho rằng, mặc dù chiến dịch Kursk có tính mạo hiểm, nó cũng đã giúp Kiev làm giảm áp lực quân đội Nga tại miền đông Ukraine, buộc họ phải điều chuyển lực lượng về tỉnh Kursk, từ đó làm suy yếu cuộc tấn công của Nga ở Donbass một cách nhất định. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington nhận định rằng Ukraine đã buộc Bộ Chỉ huy quân đội Nga phải tái triển khai các đơn vị đang hoạt động ở Ukraine về tỉnh Kursk. Đồng thời, những đơn vị mới từ lãnh thổ Nga cũng được đưa vào khu vực này, thay vì được điều ra tiền tuyến bên Ukraine. Điều này cho thấy, chiến dịch của Ukraine đã đạt được một số mục tiêu chiến lược nhất định, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn còn cần thêm thời gian để đánh giá. Hiện tại, không rõ bao nhiêu quân nhân Nga vốn đáng lẽ phải được triển khai gần các thị trấn Pokrovsk hay Chasovia và những khu vực khác, nhưng lại đang có mặt ở Kursk. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy, ít nhất một phần quân nhân Nga đã được chuyển đến Kursk. Cụ thể, các đơn vị thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Độc lập số 15 của Nga, vốn đang chiến đấu gần Pokrovsk, đã được xác nhận có mặt tại Kursk. Nga đã cam kết huy động một lực lượng đáng kể để giành lại các thị trấn bị Ukraine chiếm ở tỉnh Kursk, bao gồm cả các đơn vị hải quân đánh bộ và lính dù tinh nhuệ. Đến nay, những đơn vị này được cho là đang đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ các đơn vị đặc nhiệm cơ động cao của quân đội Ukraine, thành phần chủ lực trong việc chặn đà tiến quân của Nga và tổ chức phản kích. Quân Ukraine đã thiết lập phòng thủ vững chắc tại Kursk, xây dựng công sự kiên cố, khiến nhiệm vụ phản kích của quân đội Nga trở nên khó khăn hơn. Theo thông tin từ truyền thông, Ukraine hiện vẫn chiếm giữ hơn 100 khu định cư và kiểm soát những vị trí chiến lược quan trọng, trong khi lực lượng Nga đang phải nỗ lực điều phối chiến dịch phản kích, nhưng vẫn gặp khó khăn do khoảng cách di chuyển lớn. Đến nay, lực lượng Nga chỉ tái chiếm được một số lãnh thổ mà quân đội Ukraine chiếm giữ. Chiến dịch Kursk được triển khai với nhiều mục đích, trong đó có hai mục tiêu chính, làm suy giảm năng lực quân sự của Nga và tạo tác động tâm lý lên cả quân đội và dân chúng Nga. Khoảng 15.000 dân thường Nga đã di tản khỏi Kursk, trong khi Ukraine nhanh chóng lấp vào khoảng trống bằng cách thiết lập sự kiểm soát hành chính đối với một số khu định cư trong tỉnh. Điều này cho thấy ý định của Ukraine là muốn hiện diện lâu dài tại Kursk, khẳng định chiến lược củng cố vị thế của mình trong khu vực. Gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine dự kiến được công bố vào tuần tới sẽ bao gồm nhiều loại thiết bị quan trọng, trong đó có tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa cơ động cao, đạn pháo 155mm và 105mm, cùng các loại vũ khí khác. Vào ngày 20 tháng 9, hai quan chức Mỹ tiết lộ thông tin rằng nước này đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá lên đến 375 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là một sự chuyển mình rõ rệt so với xu hướng kéo dài nhiều tháng qua, khi Mỹ chủ yếu viện trợ các gói nhỏ hơn để phục vụ cho các hoạt động quân sự của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga. Gói viện trợ mới này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với Ukraine, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh quân sự của Kiev trong bối cảnh tình hình căng thẳng hiện tại. Gói viện trợ mới này được công bố vào thời điểm then chốt trong cuộc chiến, khi Nga đang tấn công vào mạng lưới năng lượng của Ukraine trước mùa đông tới. Theo các quan chức giấu tên, gói viện trợ này dự kiến được công bố vào tuần tới sẽ bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm. Chủng loại vũ khí và quy mô của gói viện trợ này có thể thay đổi trong những ngày tới trước khi được Tổng thống Mỹ ký phê duyệt. Sự điều chỉnh này phản ánh tình hình chiến sự hiện tại và nhu cầu cấp thiết của Ukraine trong việc củng cố khả năng phòng thủ của mình. Lầu Năm Góc đã thông báo hồi tháng 4 năm nay về việc gửi một lô vũ khí và thiết bị trị giá 1 tỷ đô la Mỹ trực tiếp từ kho dự trữ cho Kiev sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói tài trợ bổ sung cho Ukraine. Tuy nhiên, kể từ đó, giá trị của mỗi gói viện trợ quân sự cho Ukraine đã giảm đáng kể, với không gói nào vượt quá 400 triệu đô la Mỹ. Hầu hết các gói viện trợ hiện tại nằm trong khoảng từ 125 đến 250 triệu đô la Mỹ, cho thấy sự thay đổi trong chiến lược hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra. Ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov đã công bố đoạn video ghi lại cảnh hai xe Cybertruck của hãng Tesla đến từ Mỹ tác chiến với phía Ukraine.
Ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thông báo, Nga đã gửi thêm hai chiếc Tesla Cybertruck đến khu vực chiến sự trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya cũng đăng một video cho thấy hai chiếc xe điện này đã lăn bánh tại chiến trường ở Ukraine. Đoạn video được ông Kadyrov đăng tải cho thấy hai chiếc Cybertruck được gắn súng máy do các quân nhân điều khiển. Những chiếc xe di chuyển dọc theo một con đường đất qua một khu rừng rậm rạp, trong khi đó có hai xe địa hình đi kèm. Sau đó, các xe này dừng trên một ngọn đồi nhỏ và nổ súng vào một máy bay không người lái. Viết trên mạng xã hội, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya cho biết, thiết bị của phương Tây đang hoạt động rất tốt để chống lại Ukraine. Tính cơ động, tiện lợi là những điều rất được ưa chuộng. Ông Kadyrov cho biết thêm, không thể có một cách quảng cáo nào tốt hơn cho chiếc Cybertruck và quân đội Chechnya chắc chắn biết cách sử dụng chúng. Hồi tháng 8 vừa qua, ông Ramzan Kadyrov đã đăng một đoạn video quay cảnh ông lái chiếc xe Cybertruck quanh thành phố Grozny, đồng thời khẳng định đây là món quà từ cá nhân tỷ phú Elon Musk tặng mình. Lãnh đạo Chechnya cũng tuyên bố rằng chiếc xe này của Tesla đã được gửi đến tiền tuyến trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, nơi nó thể hiện khả năng cơ động và bảo vệ tốt cho các binh sĩ, cũng như có màn thể hiện xuất sắc ở trên chiến trường. Tuy nhiên, tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla đã bác bỏ thông tin này trên mạng xã hội. Ông cho biết không tặng chiếc Cybertruck cho một tướng Nga và đã vô hiệu hóa từ xa chiếc xe này của ông Kadyrov. Viết trên mạng xã hội vào ngày 19 tháng 9, ông Ramzan Kadyrov khẳng định tỷ phú người Mỹ ban đầu đã tặng ông chiếc Tesla với thiện chí và sau đó đã tắt nó từ xa. Ông Ramzan Kadyrov cho biết thêm, hai chiếc Cybertruck mới được gửi tới Ukraine không bị ảnh hưởng bởi việc ông Elon Musk vô hiệu hóa chiếc xe mà lãnh đạo Chechnya được tặng. Ông Kadyrov cũng không nêu rõ bằng cách nào mà ông sở hữu hai chiếc xe này. Tesla Cybertruck là một chiếc xe điện được cách điệu hóa với bề ngoài tương đối mạnh mẽ, mặc dù nó chưa bao giờ được thiết kế để sử dụng cho mục đích quân sự. Chiếc xe này đã có sẵn trên thị trường với giá khởi điểm là khoảng 200.000 đô la Mỹ. Ngày 20 tháng 9, theo giờ địa phương, Ukraine đã ban hành lệnh cấm cài đặt ứng dụng nhắn tin Telegram trên các thiết bị do chính phủ cung cấp với lý do đảm bảo an ninh quốc gia. Theo Trung tâm Điều phối An ninh mạng quốc gia Ukraine, lệnh cấm này áp dụng đối với tất cả các thiết bị chính thức của quan chức và nhân viên chính phủ, quân nhân, lực lượng an ninh và quốc phòng, cũng như nhân viên tại các cơ sở hạ tầng quan trọng. Hội đồng Quốc phòng An ninh quốc gia Ukraine thông báo quyết định hạn chế sử dụng Telegram tại các cơ quan chính phủ, đơn vị quân đội và cơ sở hạ tầng quan trọng, và nói thêm rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia. Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine cũng cho biết quy định này không áp dụng với các nhân viên cần sử dụng Telegram do nhu cầu công việc khi nền tảng này vẫn là kênh liên lạc quan trọng của quân đội và giới chức Ukraine. Andrei Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Phòng chống tin sai lệch của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine xác nhận hạn chế chỉ có hiệu lực với thiết bị của chính phủ, không áp dụng với điện thoại cá nhân. Trước đó, trong cuộc họp ngày 19 tháng 9, Cơ quan An ninh Ukraine và Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Telegram đang bị lạm dụng cho các cuộc tấn công mạng, lừa đảo, phát tán mã độc, xác định vị trí người dùng và điều chỉnh các cuộc tấn công tên lửa. Telegram được sử dụng rộng rãi ở Ukraine không chỉ để nhắn tin mà còn để đọc tin tức. Đây cũng là kênh thông tin chính mà các quan chức Ukraine, trong đó có cả Tổng thống Volodymyr Zelensky sử dụng để tương tác với công chúng. Telegram có trụ sở tại Dubai, UAE và do Pavel Durov, người sinh ra ở Nga, thành lập. Năm 2014, ông Pavel Durov đã rời Nga sau khi từ chối đáp ứng yêu cầu đóng cửa của các cộng đồng đối lập trên mạng xã hội VKontakte, nền tảng khác do ông sáng lập và đã bán. Cha đẻ của Telegram bị giới chức sở tại bắt khi hạ cánh xuống Pháp hồi tháng 8 trong khuôn khổ cuộc điều tra về các hoạt động tội phạm trên Telegram. Ông Durov đã được tại ngoại sau khi nộp khoản bảo lãnh lên tới 5,5 triệu đô la Mỹ, kèm điều kiện phải đến đồn cảnh sát 2 lần mỗi tuần và không được rời khỏi Pháp. Telegram được sử dụng phổ biến ở Nga và Ukraine, đặc biệt sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát vào đầu năm 2022. Truyền thông Ukraine ước tính đến cuối năm ngoái, 75% người dân nước này đang sử dụng Telegram để liên lạc và có tới 72% coi nền tảng này là nguồn thông tin chính. Hiện tại, có khoảng 33.000 kênh Telegram hoạt động ở Ukraine. Tiếp tục chương trình là thông tin diễn biến đang xảy ra tại Trung Đông. Sáng sớm 21 tháng 9, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban xác nhận chỉ huy quân sự hàng đầu của họ Ibrahim Akin đã thiệt mạng, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.
Chỉ huy quân sự hàng đầu Hezbollah Ibrahim Akin chính là người mà Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 7 triệu đô la Mỹ để bắt giữ. Hôm 20 tháng 9, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hakari cho biết trong cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban vào sáng cùng ngày, họ đã nhắm mục tiêu và tiêu diệt tư lệnh tạm quyền của đơn vị đặc nhiệm Radwan của Hezbollah, ông Ibrahim Akin. Quân đội Israel cũng cho biết họ đã tiêu diệt khoảng 10 chỉ huy khác của Hezbollah khi họ tập trung bên dưới lòng đất một tòa nhà dân cư ở trung tâm khu phố Dahiyeh và sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Quân đội Israel đã nhắm mục tiêu và tiêu diệt chỉ huy Hezbollah Ibrahim Akin cùng với các chỉ huy tinh nhuệ của đơn vị đặc nhiệm Radwan. Họ tập trung dưới lòng đất và bên dưới một tòa nhà dân cư ở trung tâm thành phố Dahiyeh, sử dụng dân thường làm lá chắn. Những chỉ huy mà chúng tôi đã tiêu diệt là những người đã chỉ đạo các cuộc tấn công vào Israel kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 và đang có kế hoạch thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn nữa vào giai đoạn này. Sắp tới sẽ không có sự thay đổi nào trong chỉ thị của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có bất cứ sự thay đổi nào cần thiết. Đồng thời, tôi yêu cầu tất cả mọi người hãy tiếp tục cảnh giác. Hiện giờ thì chúng ta đang ở trong một giai đoạn rất căng thẳng. Bộ Y tế Liban thông tin ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích, và số người thiệt mạng dự kiến sẽ tăng lên khi các đội cứu hộ làm việc suốt đêm. Theo báo USA Today, Ibrahim Akin là nhân vật bị Mỹ truy nã vì vai trò của người này trong các vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ và một doanh trại thủy quân lục chiến năm 1983, khiến tổng cộng 300 người Mỹ thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 7 triệu đô la Mỹ cho ai có thể cung cấp thông tin giúp bắt giữ Akin. Bộ Ngoại giao Mỹ xác định Akin, còn được gọi là Tassin, là thành viên cơ quan quân sự cao nhất của nhóm Hezbollah, Hội đồng Jihad. Vào những năm 1980, khi các phe phái khác nhau giành quyền kiểm soát Liban và một đội thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai đến làm lực lượng gìn giữ hòa bình, ông Akin lúc đó là nhân vật hàng đầu trong tổ chức Thánh chiến Hồi giáo của Hezbollah. Nhóm này nhận trách nhiệm về vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ tại Beirut vào tháng 4 năm 1983, khiến 63 người thiệt mạng, và doanh trại thủy quân lục chiến vào tháng 10 năm đó, khiến 241 người Mỹ thiệt mạng. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Akin cũng giám sát các vụ bắt cóc con tin người Mỹ và Đức ở Liban. Bộ này gọi Akin là kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt vào năm 2019. Vụ việc chỉ huy quân sự Akin thiệt mạng diễn ra vào thời điểm thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố sẽ trả đũa Israel sau các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm khiến hơn 30 người thiệt mạng, cùng hàng ngàn người bị thương trên khắp Liban vào tuần này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, tuyên bố nước này sẽ không dừng lại sau vụ tấn công tiêu diệt các chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut. Trên mạng xã hội X, ông Gallant viết, trình tự các hành động trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn. Giao tranh qua biên giới Israel-Liban tiếp tục leo thang nghiêm trọng khi cả quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đẩy mạnh các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau. Trong đó, nhóm vũ trang Liban bắn hơn 150 quả tên lửa vào miền Bắc Israel, đánh dấu đòn tập kích tên lửa trả đũa ác liệt nhất trong gần một tháng qua. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, chỉ trong khoảng hơn 1 giờ trưa 21 tháng 9 theo giờ địa phương, Hezbollah đã bắn tổng cộng hơn 150 quả tên lửa theo dạng phóng loạt sang khu vực phía Bắc Israel. Đợt tập kích thứ nhất với khoảng 60 quả tên lửa nhắm vào khu vực Safed và một số vị trí thuộc vùng lòng chảo Galilee. Cuộc tấn công thứ hai với khoảng 70 quả tên lửa nhắm vào khu vực cao nguyên Golan. Cuộc tập kích mới nhất với khoảng 20 quả tên lửa bắn vào khu vực núi Meron. Lưới phòng không Israel đã bắn hạ một số tên lửa của Hezbollah, số còn lại chủ yếu rơi vào khu vực chống trải và chưa ghi nhận bất kỳ thương vong nào. Theo truyền thông khu vực, đây là đợt tập kích tên lửa dữ dội nhất của Hezbollah và Israel trong gần một tháng qua, kể từ sau loạt cuộc tấn công vào ngày 25 tháng 8 với hơn 300 quả tên lửa. Trong một tuyên bố, Hezbollah khẳng định các đợt tập kích này nhằm giáng trả loạt cuộc không kích đặc biệt ác liệt của không quân Israel và Liban trong chiều và tối 19 tháng 9. Quân đội Israel đã đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah bằng nhiều đợt không kích và pháo kích dữ dội vào các vị trí Hezbollah ở phía nam Liban, trong đó có địa điểm khởi phát các cuộc tấn công tên lửa. Trước đó, vào sáng 21 tháng 9, máy bay chiến đấu của Israel cũng đánh phá nhiều mục tiêu Hezbollah ở các khu vực Meis al-Jaba, Aitarun và Kafkila. Một số nhà phân tích khu vực lo ngại xung đột giữa Israel và Hezbollah đã gần tới ngưỡng không thể quay đầu và việc bùng phát xung đột toàn diện chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các bên có ảnh hưởng lớn như Mỹ, châu Âu, một cuộc chiến thảm khốc tương tự cuộc chiến đẫm máu mùa hè năm 2006 giữa Israel và Hezbollah là khó tránh khỏi.
Hai ngày sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thông báo rằng họ đã tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah trong cuộc không kích vào Beirut. Vào ngày 20 tháng 9, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, trong cuộc không kích diễn ra vào sáng cùng ngày, Israel đã nhắm mục tiêu và tiêu diệt ông Ibrahim Akin, tư lệnh tạm quyền của đơn vị đặc nhiệm Rawan của Hezbollah. Điều này đánh dấu thêm một bước đi trong chiến dịch quân sự của Israel nhằm làm suy yếu sức mạnh của Hezbollah tại khu vực này. IDF đã tiến hành một cuộc tấn công có mục tiêu tại Beirut, tiêu diệt Ibrahim Akin, thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah, cùng với những chỉ huy cấp cao của lực lượng Rawan. Họ đã tập trung phía dưới lòng đất, bên dưới một tòa nhà dân cư ở trung tâm thành phố Dahiye, sử dụng thường dân làm lá chắn. Họ đã tập hợp lại để điều phối các hoạt động chống lại người Israel. Akin và các chỉ huy lực lượng Rawan mà chúng tôi đã tấn công là những kẻ chủ mưu và cũng là lực lượng đứng sau kế hoạch của Hezbollah nhằm thực hiện một cuộc tấn công vào miền Bắc Israel trong cái mà họ gọi là kế hoạch chinh phục Galilee. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, tuyên bố rằng Israel sẽ không dừng lại sau vụ tấn công tiêu diệt các chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut. Trên mạng xã hội X, ông viết, trình tự các hành động trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn. Về phía chính phủ Liban, Bộ Y tế nước này đã công bố số liệu thống kê ban đầu cho biết cuộc tấn công đã làm 9 người thiệt mạng và 59 người khác bị thương. Trong khi đó, một nguồn tin gần gũi với lực lượng Hezbollah xác nhận rằng cuộc không kích của Israel vào ngày 20 tháng 9 đã khiến chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Rawan của tổ chức này thiệt mạng. Điều này càng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực khi cả hai bên đều có những tuyên bố cứng rắn về hành động quân sự tiếp theo. Theo một nguồn tin giấu tên, người thiệt mạng trong cuộc không kích là ông Ibrahim Akin, tư lệnh tạm quyền của lực lượng Rawan, cũng là phó chỉ huy lực lượng vũ trang của Hezbollah. Ông Akin được cho là cấp phó của ông Fuad Shuk, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel hồi tháng 7, cũng tại thành trì của Hezbollah ở khu vực phía nam Beirut. Theo hãng tin Reuters, cuộc tấn công vào ngày 20 tháng 9 đã tiếp tục gây tổn thất cho Hezbollah, đặc biệt sau khi họ vừa phải chịu một cuộc tấn công chưa từng có vào đầu tuần. Điều này cho thấy sự gia tăng cường độ của các hoạt động quân sự giữa Israel và Hezbollah làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng trong khu vực. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby đã khẳng định rằng không có bất kỳ thông báo nào từ phía Israel gửi tới Mỹ trước khi xảy ra cuộc không kích vào Beirut ngày 20 tháng 9. Ông cũng đưa ra lời khuyến cáo mạnh mẽ đối với công dân Mỹ, nhấn mạnh rằng họ không nên đến Liban trong thời điểm hiện tại hoặc nếu đã ở đó, hãy nhanh chóng rời đi để đảm bảo an toàn. Trong cuộc trao đổi với các phóng viên, ông Kirby đã từ chối bình luận cụ thể về các cuộc không kích gần đây của Israel, nhưng ông nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực hết sức để tránh tình trạng leo thang căng thẳng trong khu vực. Tôi có thể xác nhận rằng Mỹ không hề liên quan đến các hoạt động của Israel trong thời gian gần đây, và tôi cũng không có gì để chia sẻ thêm. Tất cả những gì tôi có thể nói với mọi người là chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết mình để đưa các con tin về nhà và thực hiện lệnh ngừng bắn. Mặc dù điều đó rất nguy hiểm sau những gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn đang tham gia vào hoạt động ngoại giao để cố gắng ngăn chặn một mặt trận thứ hai mở ra ở khu vực biên giới với Liban. Ông bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh và khẳng định cam kết của Mỹ trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại các khu vực có xung đột. Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đang gia tăng sau một loạt vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm tại Liban và Syria, gây ra nhiều thương vong, bao gồm cả các thành viên của Hezbollah. Theo giới chức y tế Liban, các vụ nổ này đã làm ít nhất 37 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, và hàng nghìn người khác bị thương. Hezbollah đã quy trách nhiệm cho Israel về những vụ nổ này và tuyên bố sẽ đáp trả. Sau các vụ nổ, Hezbollah đã tiến hành tấn công bằng tên lửa vào các tiền đồn của Israel tại khu vực biên giới giáp Liban, thể hiện quyết tâm của họ trong việc đáp trả các hành động quân sự từ phía Israel. Tiếp theo chương trình là thông tin về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Sau hai vụ mưu sát nhằm vào ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2024 của Đảng Cộng Hòa, Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 9 đã nhất trí thông qua một dự luật nhằm tăng cường sự bảo vệ của cơ quan mật vụ nước này đối với các ứng cử viên Tổng thống.
Dự luật đã được thông qua với tỷ lệ 405 phiếu thuận, không phiếu chống và sẽ tiếp tục được bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ. Dự luật yêu cầu cơ quan mật vụ Mỹ phải bảo vệ các ứng cử viên chính trong cuộc bầu cử tổng thống như với các tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm. Cùng ngày, cơ quan mật vụ Mỹ tuyên bố đã phát hiện ra những thiếu sót trong việc liên lạc và biểu hiện thiếu cẩn trọng trước vụ mưu sát ngày 13 tháng 7 tại buổi vận động tranh cử của ông Trump ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, khiến ông Trump bị bắn và một người tham dự sự kiện này thiệt mạng. Quyền giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ cho biết đã có sự chủ quan dẫn đến việc không tuân thủ các thủ tục an ninh, đồng thời nhấn mạnh việc sẽ thực thi các biện pháp kỷ luật nếu cần thiết. Sau khi xem xét các chi tiết về sự phối hợp của các cơ quan đối tác liên quan đến vụ ám sát ông Donald Trump vào ngày 13 tháng 7, quá trình đánh giá về đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi đang sắp hoàn tất. Như tôi đã nói thì đây là một thất bại của cơ quan mật vụ Mỹ. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về những thất bại trong ngày 13 tháng 7 vừa qua và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc để đảm bảo rằng sẽ không có một sự việc tương tự xảy ra nữa. Những thất bại này càng khiến tôi thấy một điều rõ ràng hơn là cần có một sự thay đổi trong cách thức tiến hành của các hoạt động bảo vệ. Ngày 20 tháng 9, tại buổi vận động tranh cử ở Madison, Wisconsin, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris đã lên tiếng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu ông Donald Trump tái đắc cử. Bà Harris nhấn mạnh rằng ông Trump không có kế hoạch cụ thể để giải quyết các vấn đề quan trọng đối với người dân Mỹ. Trong phần mở đầu bài phát biểu, bà Harris đã nhắc lại cuộc tranh luận tuần trước giữa bà và ông Donald Trump. Bà gọi đây là một cuộc tranh luận thú vị và khẳng định đã đề cập đến những vấn đề thiết yếu đối với các gia đình trên khắp nước Mỹ như giảm chi phí sinh hoạt, đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ và bảo vệ quyền tự do sinh sản. Bà Harris cho rằng những vấn đề này đang rất cần được quan tâm, nhưng từ phía ông Donald Trump không thấy bất kỳ kế hoạch nào để giải quyết. Bà Harris nói thay vì đưa ra các giải pháp, ông Trump lại tiếp tục lặp lại những gì mà tất cả mọi người đã nghe trong nhiều năm qua, một vở diễn cũ kỹ và không có kế hoạch gì cụ thể cho nhu cầu của người dân. Bà nói thêm đã đến lúc bà cùng với người dân Mỹ lật sang trang mới. Trong khi bà Harris đang phát biểu, một nhóm người biểu tình ủng hộ Palestine đã giương cao băng rôn với nội dung không tài trợ cho tội ác chiến tranh và bị an ninh hộ tống ra khỏi địa điểm vận động tranh cử. Bà Harris tiếp tục cảnh báo về dự án năm 2025, một kế hoạch chi tiết do phía ông Trump xây dựng cho việc điều hành đất nước nếu ông tái đắc cử. Bà gọi đó là một bản kế hoạch nguy hiểm và kêu gọi cử tri tìm hiểu về nó. Bà Harris nhấn mạnh mọi người chỉ cần tìm trên Google sẽ thấy nó là một kế hoạch chi tiết và nguy hiểm về những gì ông Trump sẽ làm nếu được bầu lại làm tổng thống. Bà cũng không quên kêu gọi cử tri bầu cho bà trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã đối đầu lần đầu tiên trong một cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 và các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris là người chiếm ưu thế. Trong cuộc tranh luận này, bà Harris đã chỉ trích mạnh mẽ ông Trump về khả năng điều hành của ông, quan điểm của ông về vấn đề phá thai và những vấn đề pháp lý mà ông đang đối mặt. Mặc dù bà Harris đang dẫn trước ông Trump trong các cuộc thăm dò quốc gia, bao gồm cả khảo sát của Reuters, cuộc đua tổng thống vẫn rất gay cấn ở các bang chiến trường như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Nếu kết quả của bà Harris phụ thuộc vào chiến thắng tại một hoặc hai bang, một thách thức pháp lý từ ông Trump về thất bại của ông ở các bang này có thể đủ để thay đổi kết quả của cuộc bầu cử. Cuộc đua ngày càng căng thẳng. Bà Harris kêu gọi cử tri hãy hành động để ngăn chặn nguy cơ ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Phó Tổng thống Kamala Harris vừa thông báo rằng bà đang nỗ lực để tổ chức một cuộc tranh luận thứ hai với ông Donald Trump. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Harris nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo luận công khai về các vấn đề quan trọng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ. Bà Harris đã đề cập đến những cái chết liên quan đến các lệnh cấm phá thai tại một số tiểu bang, trong đó có Georgia. Bà cho rằng cứ 3 phụ nữ ở Mỹ thì có một người sống ở một tiểu bang có lệnh cấm phá thai, bao gồm Georgia và mọi tiểu bang ở miền Nam ngoại trừ Virginia. Bà kêu gọi mọi người suy nghĩ về vấn đề này, đặc biệt là khi nói đến tình trạng lâu dài thiếu sự quan tâm đến tỷ lệ tử vong của phụ nữ mang thai. Bà Harris chỉ trích những người nói rằng họ quan tâm đến lợi ích của phụ nữ và trẻ em nhưng lại không làm gì để chăm sóc họ. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa bà Harris và ông Trump diễn ra vào ngày 10 tháng 9, với các cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris đã chủ động và chiếm ưu thế, giành được tín nhiệm của cử tri. Tuy nhiên, ông Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ không tham gia vào một cuộc tranh luận nào khác với bà Harris trước cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Bài phát biểu của bà Harris không chỉ làm nổi bật các vấn đề hiện tại mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các nhà lãnh đạo trong việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em tại Mỹ.
ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, các nhà lập pháp thuộc Quốc hội Mỹ đã lên án những tuyên bố sai sự thật gần đây của ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, và Phó tướng liên danh tranh cử James David Vance về những người nhập cư Haiti ở thành phố Springfield, bang Ohio. Trước đó, trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với bà Kamala Harris, ông Trump đã nói rằng những người nhập cư Haiti ở bang Ohio đang ăn thú cưng của những người dân sống ở đây. Các nhà lập pháp này cho rằng những tuyên bố về người Haiti ở Ohio đã được ông Trump và ông Vance khuếch đại để đạt được lợi ích chính trị. Chúng ta có mặt ở đây để cùng nhau lên án mạnh mẽ hành động đáng chê trách nhắm vào những người nhập cư Haiti tại thành phố Springfield và trên khắp cả nước. Tôi xin nói rõ, những tuyên bố về cộng đồng người Haiti tại Springfield đã được ông Donald Trump và ông James David Vance khuếch đại. Nó không khác gì một tuyên bố phân biệt chủng tộc. Tôi muốn nhấn mạnh rằng những người nhập cư Haiti ở bang Ohio là hợp pháp. Khi họ đến Mỹ, họ đã được thẩm tra trước khi vào Mỹ. Họ đã được thẩm tra để đảm bảo rằng họ không phải là rủi ro an ninh quốc gia và họ không có vấn đề gì về sức khỏe. Họ đã thực sự trở thành một phần của xã hội này. Các quan chức ở thành phố Springfield, bang Ohio cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có báo cáo nào về việc người nhập cư Haiti ở đây ăn thịt thú cưng. Không có báo cáo nào cho thấy người nhập cư Haiti ở đây ăn thịt thú cưng, nhưng chúng tôi đã thấy các báo cáo về những lời đe dọa đánh bom nhắm vào cộng đồng người Haiti. Trẻ em không dám đến trường. Các bậc phụ huynh thì lo lắng về sự an toàn ở thành phố Springfield. Ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, ba bang Virginia, Minnesota và South Dakota đã cho phép cử tri bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Các điểm bỏ phiếu ở bang Virginia sẽ mở cửa cho đến ngày 2 tháng 11. Trong khi đó, hai bang Minnesota và South Dakota nằm trong số 23 bang cho phép cử tri trực tiếp nộp phiếu vắng mặt tại các văn phòng bầu cử hoặc các địa điểm khác được chỉ định thay vì gửi qua đường bưu điện. Là một người theo đảng Dân Chủ, tôi quan tâm đến điều gì là tốt nhất cho người dân Mỹ. Làm thế nào để chúng tôi cải thiện điều kiện sống? Làm thế nào để chúng tôi cải thiện nền kinh tế, cũng như tìm ra cách làm cho cuộc sống ở đất nước này công bằng hơn cho tất cả mọi người? Và đó là lý do tại sao tôi bỏ phiếu cho bà Kamala Harris làm Tổng thống. Trước đó, ngày 11 tháng 9, Alabama đã trở thành bang đầu tiên tại Mỹ bắt đầu gửi phiếu bầu qua đường bưu điện cho cử tri khi họ không thể đi bỏ phiếu theo hình thức trực tiếp. Đây là một trong 10 bang bắt đầu gửi phiếu bầu qua đường bưu điện cho cử tri trong vòng hơn 45 ngày trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Các chuyên gia dự đoán sẽ có một lượng lớn cử tri đi bỏ phiếu sớm trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Theo The Hill, ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, Sở Mật vụ Mỹ đã công bố kết quả điều tra nội bộ về vụ ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa bị ám sát hụt trong cuộc meeting ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hồi giữa tháng 7. Báo cáo chỉ ra nhiều lỗ hổng trong kế hoạch, từ chuỗi chỉ huy và phân chia nhiệm vụ không rõ ràng giữa nhân viên mật vụ với lực lượng an ninh địa phương, cũng như không đảm bảo liên lạc thông suốt giữa các đơn vị dùng bộ đàm ở dải tần số khác nhau. Đánh giá nội bộ của cơ quan bảo vệ tinh nhuệ phát hiện ra rằng các đặc vụ đã không sử dụng công nghệ có thể phát hiện ra kẻ tấn công khi hắn điều khiển máy bay không người lái, bay qua địa điểm tổ chức cuộc vận động tranh cử nhiều giờ trước đó. Báo cáo cho biết một số nhân viên không tuân thủ quy trình của Sở Mật vụ Mỹ. Đội an ninh của ông Trump cũng không hề biết cảnh sát đang khẩn trương tìm kiếm một người khả nghi cho đến khi có tiếng súng nổ vào đám đông. Những sai sót này khiến quyền giám đốc Sở Mật vụ Mỹ kêu gọi thay đổi cách làm việc của cơ quan này khi thực hiện trách nhiệm bảo vệ an ninh. Sau khi xem xét các chi tiết về sự phối hợp của các cơ quan đối tác liên quan đến vụ ám sát ông Donald Trump vào ngày 13 tháng 7, quá trình đánh giá việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi đang sắp hoàn tất.
Như tôi đã nói thì đây là một thất bại của cơ quan mật vụ Mỹ. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về những thất bại trong ngày 13 tháng 7 vừa qua và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc để đảm bảo rằng sẽ không có một sự việc tương tự xảy ra nữa. Những thất bại này càng khiến tôi thấy một điều rõ ràng hơn là cần có một sự thay đổi trong cách thức tiến hành của các hoạt động bảo vệ. Sở mật vụ Mỹ cho biết cuộc điều tra hiện sẽ chuyển sang giai đoạn giải trình nhằm xem xét hành vi của từng nhân viên và có thể bao gồm các hình thức kỷ luật hoặc sa thải. Cơ quan mật vụ đã không đưa ra những chỉ đạo rõ ràng cho các đối tác thực thi pháp luật địa phương, đã có những thiếu sót trong giao tiếp giữa các nhân viên thực thi pháp luật tại địa điểm đó. Trong khi một số thành viên đã rất chăm chỉ, thì một số người khác có vẻ như đã chủ quan, dẫn tới vi phạm các quy trình. Về vấn đề trách nhiệm giải trình, đánh giá việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đã xác định được những thiếu sót trong quá trình lập kế hoạch trước và trong khi thực hiện nhiệm vụ của các nhân viên mật vụ. Những nhân viên này sẽ phải chịu trách nhiệm. Sở mật vụ là một trong những cơ quan có hình thức kỷ luật nghiêm ngặt nhất trong toàn bộ chính phủ liên bang. Những hình phạt này sẽ được thực hiện theo quy trình kỷ luật của chúng tôi. Tôi đã chỉ đạo mật vụ Mỹ thực hiện một số thay đổi quan trọng trong việc định hình lại cách thức chúng ta tiến hành các hoạt động bảo vệ. Cựu giám đốc Sở mật vụ Mỹ Kimberly Chito trước đó đã phải từ chức vì những sai sót của cơ quan này trong vụ ám sát hụt ông Trump ở Butler, Pennsylvania. Những sai sót của mật vụ Mỹ trong vụ việc hôm 13 tháng 7 khiến hai người bị thương và một người tham dự cuộc meeting thiệt mạng. Ông Trump cũng bị thương ở tay. Hôm 15 tháng 9, ông Trump suýt bị nghi phạm Brian Wesley Ruth bắn tại sân golf ở West Palm Beach, bang Florida, Mỹ. Một nhân viên mật vụ đã phát hiện nghi phạm và nổ súng. Nghi phạm lái ô tô bỏ trốn trước khi bị bắt ở hạt Martin cách đó không xa. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tổng hợp các tin tức quốc tế tối 21 tháng 9 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.